Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2022. Ngày mai là ngày 8 tháng 3, cũng là ngày quốc tế phụ nữ. Dọc trên khu vực ngã năm đại học có rất nhiều các bạn sinh viên đã bán những bó hoa hồng rất là rực rỡ và đầy đủ màu sắc rồi, để cho ngày mai sẽ có nhiều người mua tặng những bó bông đầy ý nghĩa này tặng cho những người phụ nữ, người thân của mình. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, em xin gửi lời chúc tuyệt vời nhất đến tất cả cô bác anh chị và các bạn. Chị em phụ nữ thật là nhiều niềm vui và có nhiều năng lượng trong cuộc sống, luôn luôn tươi cười, vui vẻ, hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Ở đây có những bạn sinh viên bán những bó bông hoa giả. Năm nay người ta cũng bán hoa giả rất là nhiều quý vị, bán nhiều hơn bông thật luôn á. Bởi vì hoa giả có thể là để lâu được, có thể là để từ năm này sang năm nọ. Đường phố trong buổi sáng hôm nay trời trong xanh và nắng đẹp, lượng xe cộ ở ngoài đường nó cũng ít nữa, thành ra thì đường phố thông thoáng. Cô bác bà con bây giờ buôn bán ở đây cũng như là để chuẩn bị cho ngày 8 tháng 3 năm nay, nhiều cô bác bà con đã chuẩn bị từ rất là sớm. Ngay chiều hôm qua em đã thấy cô bác bà con mình bán rất nhiều bông hoa ở đây rồi, nhiều hơn ở trong những ngày lễ tình nhân. Nhưng mà năm nay lượng người mua cũng dè dặt, bởi vì năm nay kinh tế cũng khó khăn. Bây giờ em sẽ đi về con đường Trần Nhân Tông, ở bên đường là trường Đại học Đà Lạt. Năm xưa là Viện Đại học Đà Lạt, nơi đào tạo thủ nhân. Ngay khu vực khuôn viên của trường, thường các bạn, các cô bác, bà con mình sẽ chọn vị trí ở đây để mà bán hoa, bởi vì có nhiều bạn sinh viên thường mua bông hoa, bởi vậy sẽ bán được hơn quý vị. Hiện tại thì giá bông hồng trong ngày 8 tháng 3 giá rớt giá, khiến cho bà con nông dân, nhà vườn hết sức là lo lắng cũng như là hoang mang. Cách đây vài ngày trước á, khi mà chúng ta mua bông tại vườn á, thì giá 4.000 một cành. Và đến ngày 6 tháng 3, tức là ngày hôm qua, thì bắt đầu bông rớt giá chỉ còn 2.000 đến 3.000 một cành thôi. Bởi vì do các hộ trồng hoa tập trung cho dịp 8 tháng 3 năm nay á, cho nên là sản lượng hoa tăng, dẫn đến cung vượt cầu, cho nên là ngày càng giảm mạnh giá bông trong ngày lễ 8 tháng 3 sắp tới. Bây giờ thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về con đường Trần Phú, con đường cũ là con đường Dệt Xin, để cập nhật tình hình bà con mình buôn bán bông hoa năm nay thì như thế nào. Đây là con đường Trần Nhân Tông. Ở bên cạnh em là khu vực đồi cù, có những tán cây thông che bóng mát ở đây, cũng như là từng cơn gió thổi từ bờ hồ Sơn Hương đi rất là thích luôn quý vị. Thường thì em cũng hay đi con đường này á, để về với nhà thờ con gà mỗi buổi chiều. Lâu lâu á, thì đi bộ, đi tập thể dục cũng tương đối là thích luôn á quý vị. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hôm nay là thứ hai đầu tuần á, thành ra phố xá nó cũng thông thoáng vắng lặng. Có những anh chị ra đây đứng chụp hình rất là đông luôn quý vị nè. Hôm nay thì không thấy một ai cả, mới thấy được cái cảm giác bình yên, không có quá xô bồ, không có nhiều tiếng xe cũng như là tiếng nói chuyện. Không biết quý vị và các bạn có những cái kỷ niệm nào ở quanh đây hay không? Em nghĩ là chắc chắn là có, bởi vì phía xa xa đằng kia có nhà hàng Thủy Tạ. Nhà Thủy Tạ năm xưa là khu vực câu lạc bộ bơi lội.
Những cây phượng tím đã bắt đầu ra bông, in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Đây là con dốc Lê Đại Hành, chúng ta sẽ đi lên nhà thờ con gà. Khu vực này em cũng đã thấy không khí rất là nhộn nhịp rồi. Các em học sinh trong tà áo dài thướt tha, có lẽ hôm nay là ngày để cho các bạn nam dành tặng những bông hoa cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Các em học sinh thì chưa phải là phụ nữ cho nên là cũng chưa được tặng bông. Đặc biệt là đối với những người yêu thương nhất, người phụ nữ sinh ra có một chức cao cả, đó là vừa làm mẹ cũng vừa làm vợ luôn. Đây là con đường nhà chung, bây giờ thì cũng thông thoáng bớt, bây giờ các em cũng chưa tới giờ ra về á. Còn đây là con đường Tự Đức trước 75, con đường Hồ Tùng Mậu ngày nay. Hôm nay thì có tổ chức đua xe đạp quý vị. Em sẽ đi dạo một đoạn ngắn bờ hồ Xuân Hương, gửi đến quý vị và các bạn không khí buổi sáng ngày hôm nay. Bầu trời rất là trong xanh. Bờ hồ Xuân Hương có thể nói là ngày nay cũng không có trong những ngày xưa quý vị. Ngày xưa mà lỡ may uống vài ngụm nước của bờ hồ Xuân Hương thì cũng không sao cả. Còn bây giờ bờ hồ Xuân Hương uống nước ở đây thì về đau bụng ngay, cũng không ai dám tắm ở đây cả. Đây là con đường Nguyễn Văn Cừ, nơi mà hai bên đường có những cây phượng tím đang bắt đầu ra bông đẹp. Còn đây là khu vực con đường Phan Đình Phùng. Phía trước đây là dốc nhà làng, con dốc Nguyễn Biểu, nơi cũng có nhiều kỷ niệm đối với cô bác anh chị và các bạn. Tay trái của em đây là khu vực Cẩm Đô. Con đường Phan Đình Phùng ngày nay người ta đang nâng cấp mở rộng, hai con đường ra cũng giống như là con đường Trần Phú. Đây là khu vực Rạp Ngọc Hiệp năm xưa. Ngày nay con đường đang được mở rộng, cũng bụi bặm lắm, thành ra thì bà con buôn bán cũng gặp rất là nhiều khó khăn, tạm nghỉ một thời gian. Đây thì em cũng xin được kết thúc video clip này, đưa cô bác anh chị và các bạn đi cập nhật tình hình đường phố. Và em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.